buông bỏ lòng ghen tị với bốn điều dạy của Phật. Buông bỏ lòng ghen tị là một hành động cao cả và mang lại sự giải thoát cho tâm hồn. Khi chúng ta ghen tị, chúng ta đặt mình vào tư thế so sánh và luôn muốn có những gì người khác đang có. Tuy nhiên, điều này chỉ mang đến sự đau khổ và không hạnh phúc. Hãy chấp nhận bản thân và tìm hiểu giá trị riêng của mình. Mỗi người chúng ta đều có những ưu điểm và tài năng riêng, và chúng ta không cần phải so sánh mình với người khác để thấy mình đáng trân trọng. Hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân và tập trung vào việc phát triển và nâng cao năng lực của mình. Buông bỏ lòng ghen tị cũng là cách để tạo ra một môi trường tốt đẹp hơn xung quanh mình. Khi chúng ta không còn đắm chìm trong cảm giác ghen tị, chúng ta có thể tận hưởng và chia sẻ niềm vui với người khác một cách tự nhiên và chân thành. Đồng thời, chúng ta cũng tạo ra không gian cho người khác để phát triển và tỏa sáng, mở ra những cơ hội mới và đẩy mạnh sự phát triển chung. Thay vì chỉ tập trung vào những gì người khác có, hãy tập trung vào việc xây dựng cuộc sống của chính mình. Hãy đặt mục tiêu làm việc chăm chỉ và tạo dựng những giá trị riêng mà chúng ta có thể mang đến cho thế giới này. Khi chúng ta không bị áp lực và khống chế bởi cảm xúc ghen tị, chúng ta có thể sống một cuộc sống tự do, bình an và tràn đầy niềm vui. Chúng ta có thể tận hưởng từng khoảnh khắc và trân trọng những điều đơn giản nhưng quan trọng trong cuộc sống. Hạnh phúc không nằm ở bên ngoài, mà nó tồn tại trong lòng chúng ta khi chúng ta tìm thấy sự an bình và sự đồng lòng với thế giới xung quanh. Buông bỏ lòng ghen tị không chỉ giúp chúng ta trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, mà còn giúp chúng ta tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc trong lòng. Khi chúng ta có thể chào đón thành công và hạnh phúc của người khác mà không ghen tị, chúng ta đã tiến bước trên con đường đến sự tự do tâm hồn và trọn vẹn hơn trong cuộc sống. Biểu hiện của lòng ghen tị thấp nhất là khẩu nghiệp, nói điều sai quấy về người khác. Nặng hơn là biến thành oán khí, sân hận, hành động gây tổn hại tới người khác. Phật dạy cách xóa bỏ lòng ghen tị để thân tâm an lạc, nhận ra giá trị của bản thân và cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống. Nếu có lòng ghen tị, sẽ mắc phải những sai lầm rất đáng tiếc sau đây. Thứ nhất là tạo ra nghiệp ác. Vì thấy người có mà mình không có, nên tạo ra những việc trái với luân thường đạo lý để có cái của người, hoặc hại người mà đoạt lấy cái mình thích. Thứ hai là không phát hiện ra khuyết điểm của bản thân. Chỉ vì chăm chăm thấy thành tựu của người khác, suy bì với người khác mà không tự soi rọi bản thân, xem tại sao mình chưa đạt được thành tựu đó, rút kinh nghiệm mà cố gắng. Thứ ba là mất đi bạn bè. Người hay ghen tị không được quan nghênh, không thật lòng đối đãi với người khác, nên bạn bè cũng dần mất đi. Thứ tư, phá hoại bồ đề tâm. Những thiện nghiệp công đức đã gây dựng đều bị mất. Tâm tình lúc nào cũng bồn chồn, không thoải mái, không yên ổn, nguy hại tới sức khỏe. Để chuyển biến thói xấu, bốn phương pháp từ bỏ lòng ghen tị theo lời Phật dạy dưới đây hãy thực hành hàng ngày. Thứ nhất là nhận thức tâm ghen tị là nguy hại, nhất định không làm theo. Thứ hai là quý trọng bản thân, tự hào vì mình đã đạt được và đang cố gắng để đạt được. Mỗi người có một phúc báo riêng, chỉ có tự mình chân chính làm nên mới là bền vững nhất. Thứ ba là tập thói quen tùy hỷ công đức, học cách khen ngợi người khác, công nhận thành tựu của người khác. Thứ tư, quan trọng nhất là giữ tâm thanh tịnh, một lòng hướng Phật, từ bi hỷ xả, thì lòng ghen tị tự khắc không còn. Phật đã truyền đạt những lời dạy vô cùng sâu sắc về lòng ghen tị
nhằm giúp chúng ta thoát khỏi những cảm xúc đau khổ và tìm đến sự hòa hợp và bình an trong tâm hồn. Theo lời Phật dạy, lòng ghen tị là một trong những tâm tình có hại nhất và làm cản trở đường tới sự giác ngộ và hạnh phúc. Ghen tị sinh ra từ sự so sánh và ganh đua, từ lòng ham muốn và lòng tự cao tự đại. Khi chúng ta không thể chấp nhận thành công, tài năng hay hạnh phúc của người khác mà luôn luôn muốn có được những gì họ có, chúng ta đánh mất đi sự hòa hợp và sự hạnh phúc thực sự. Phật đã khuyên chúng ta phải tìm hiểu và hiểu rõ về bản chất của lòng ghen tị. Chúng ta cần nhận ra rằng sự khác biệt và đa dạng là điều tự nhiên trong cuộc sống. Mỗi người trong chúng ta đều có những mặt mạnh và yếu khác nhau, và không ai hoàn hảo trọn vẹn. Chính trong sự khác biệt đó, chúng ta có thể học hỏi và phát triển bản thân một cách tốt hơn. Phật đã dạy rằng, để vượt qua lòng ghen tị, chúng ta cần rèn luyện lòng biết ơn và lòng từ bi. Thay vì nhìn vào người khác vì những gì người khác đạt được, chúng ta nên nhìn vào những điều tích cực và những thành tựu của bản thân. Chúng ta cần trân trọng và biết ơn những gì mình đã có và cống hiến sự quan tâm và lòng từ bi cho người khác. Lòng từ bi cũng giúp chúng ta tạo ra môi trường tốt đẹp, nơi mà chúng ta không cạnh tranh hay ganh đua với nhau, mà hơn hết là hỗ trợ và cổ vũ lẫn nhau. Chúng ta có thể chia sẻ niềm vui và thành công của người khác một cách chân thành và tận hưởng hạnh phúc trong lòng khi chúng ta biết rằng sự thành công của người khác không làm giảm đi giá trị hay cơ hội của chúng ta. 30 lời Phật dạy về hạnh phúc đừng bỏ lỡ. Kính thưa quý Phật tử và quý vị thính giả thân mến, hạnh phúc, một khái niệm sâu sắc và không thể thiếu trong cuộc sống, mang theo nhiều ý nghĩa và giá trị tuyệt vời. Hạnh phúc không chỉ là một trạng thái tâm lý thoáng qua, mà còn là mục tiêu cuối cùng của mỗi người. Với sức mạnh của nó, hạnh phúc có thể thay đổi cuộc sống và tạo nên ý nghĩa đáng kinh ngạc. Trên hết, hạnh phúc là một trạng thái tâm hồn, một sự thoải mái và hài lòng từ bên trong. Đó là cảm giác bình an, là niềm vui trong lòng khi mọi mâu thuẫn và lo lắng tan biến. Hạnh phúc không phụ thuộc vào tài sản hay danh vọng, mà là kết quả của sự chấp nhận và trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Hạnh phúc cũng là sự kết nối với thế giới xung quanh. Đó là khả năng tạo ra mối quan hệ tốt đẹp và yêu thương với những người xung quanh. Hạnh phúc không đơn độc, mà là sự chia sẻ và sự gắn kết với cộng đồng. Khi chúng ta tạo ra niềm vui và hạnh phúc cho người khác, chúng ta cũng đồng thời tìm thấy hạnh phúc trong chính mình. Hạnh phúc còn là sự phát triển và trưởng thành cá nhân. Nó đòi hỏi chúng ta không ngừng khám phá và phát huy tiềm năng của bản thân. Khi ta đặt ra mục tiêu và đạt được những thành công, cảm giác hạnh phúc vô tận tràn đầy trong tâm hồn. Sự hài lòng và thành tựu cá nhân mang lại một ý nghĩa sâu sắc và đáng giá cho cuộc sống này. Cuối cùng, hạnh phúc là khả năng sống trong hiện tại và tận hưởng từng khoảnh khắc. Đôi khi chúng ta dễ dàng bị cuốn vào quá khứ hoặc lo lắng về tương lai và quên đi sự tốt đẹp cùng giá trị của hiện tại. Hạnh phúc là khả năng trân trọng và sống đúng với từng giây từng phút mà cuộc sống mang lại. Sau đây là 30 lời Phật dạy về hạnh phúc. Thứ nhất, cho đi sự yêu thương, hạnh phúc tự tìm đường đến, lạc quan, vui vẻ, bệnh tật rồi sẽ qua đi. A-di-đà Phật. Thứ hai, vạn pháp duy tâm tạo, con người là kết quả của những gì mình nghĩ. Nếu một người nói và làm với tâm trong sáng thanh tịnh, hạnh phúc
sẽ luôn đi theo anh ta như hình với bóng. Thứ ba, thanh tịnh và giản đơn là đôi cánh giúp tâm hồn thăng hoa. Thứ tư, không có con đường dẫn đến hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường. Thứ năm, vợ chồng cùng sống cùng chết, nháy mắt là thống khổ, nhưng vĩnh hằng là hạnh phúc. Thứ sáu, rất nhiều người vì cái gọi là hạnh phúc mà yêu nhầm người, nhưng càng nhiều người vì yêu đúng người mà hạnh phúc trọn đời. Thứ bảy, hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến, và cuộc đời của ngọn nến ấy không hề bị tàn lụi. Hạnh phúc không bao giờ cạn đi khi ta biết sẻ chia. Thứ tám, đừng cố xây dựng hạnh phúc trên sự bất hạnh của người khác, bạn sẽ vướng vào lưới của hận thù. Thứ chín, hạnh phúc là cảm giác, xem nhẹ chút, thoải mái trong lòng. Thứ mười, nhiều người cho rằng sự náo nhiệt là hạnh phúc, nhưng khi quá náo nhiệt sẽ không có bình yên. Hạnh phúc thực sự dựa trên sự bình yên. 11. Tâm thái là do rèn luyện, cần phải bình thản, có tấm lòng yêu thương. 12. Thời khắc hiện tại tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, chỉ cần bạn để tâm, bạn sẽ nhìn thấy chúng. 13. Cội nguồn của tình yêu nằm sâu trong mỗi chúng ta. Chúng ta có thể giúp người khác hạnh phúc. Một lời nói, một hành động, một suy nghĩ cũng có thể làm vơi đi nỗi buồn và tăng hạnh phúc cho người khác. 14. Hãy hiểu, thương và tương kính người yêu của mình, cũng chính là đem lại hạnh phúc đến cho người và cho chính mình. 15. Hạnh phúc không phải làm dơ vào cho mình thật nhiều, mà ngược lại, bạn nên ban tặng, san sẻ những gì mình có cho người khác. Đó mới chính là hạnh phúc. Bản thân hạnh phúc, tức vận mệnh sẽ tươi đẹp. 16. Làm người phải biết vui vẻ. Niềm vui và nỗi buồn luôn xen kẽ lẫn nhau. Vui vẻ có mức độ chính là cả đời được thanh thản. 17. Không đi đến cực đoan. Đi đến cực đoan bao giờ cũng gặp thất bại thảm hại. Phải chủ động tìm kiếm sự khôn ngoan của cuộc đời. 18. Một trong những điều tốt nhất trong cuộc sống là nhận ra rằng bạn hoàn toàn hạnh phúc mà không cần đến những thứ mà bạn cứ ảo tưởng là mình buộc phải có. 19. Nguồn gốc của mọi khổ đau trên thế gian đều bắt nguồn từ tâm bám chấp. 20. Có sinh, ác có diệt. Có hợp, ác có tan. Có thịnh, ác có suy. Khi bạn vui, hãy hiểu rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, cũng hãy nhớ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn. Vạn pháp thế gian vốn vô thường. 21. Hạnh phúc không bao giờ đến với người không biết tri ân những gì mình đang có. 22. Hãy biết cảm ơn cả những nghịch cảnh. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành. 23. Quy luật nhân quả không chừa một ai. Hãy cẩn trọng trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. 24. Đừng xem thường những điều nhỏ bé. Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả một khu rừng. Một con rắn nhỏ có thể khiến ta mất mạng. 25. Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng từ một ngọn nến. Hạnh phúc được nhân lên khi được sẻ chia. 26. Không ai có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta ngoài bản thân mình. Mỗi người phải tự cất bước trên đôi chân của chính mình. 27. Là người biết hài lòng sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Không biết hài lòng, mãi mãi
không biết được hạnh phúc. 28. Kiềm chế và khắc phục được sự thèm muốn sẽ giải thoát con người ra khỏi mọi cảnh huống xảy ra. Dù đó là hạnh phúc hay khổ đau, sẽ mang lại sự bình an cho con tim và tâm thức của mình. 29. Đừng cố xây dựng hạnh phúc trên sự bất hạnh của người khác. Bạn sẽ vướng vào lưới của hận thù. Hãy cho đi, ngay cả khi bạn chỉ có một chút thôi. 30. Nói tôi yêu bạn có nghĩa là tôi có thể mang tới cho bạn sự bình yên và hạnh phúc. Để làm được điều đó, trước tiên, chính bản thân bạn phải là người có được những điều đó trước đã. 25 lời Phật dạy về lời nói để tránh khẩu nghiệp. Theo giáo lý Phật giáo, lời nói có sức mạnh lớn và có thể tạo ra ảnh hưởng sâu sắc đến cả cuộc sống của chúng ta và của những người xung quanh. Dưới đây là những giảng quấn về lời nói từ Phật Đản Sanh. Lời nói thật, Phật dạy rằng chúng ta không nên nói dối trái với sự thật. Lời nói thật là nền tảng của tình yêu và sự tin tưởng. Khi chúng ta nói thật, chúng ta giữ được sự trong sạch và đáng tin cậy. Lời nói thật giúp xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người khác và mang lại sự thịnh vượng và hạnh phúc trong cuộc sống. Lời nói tử tế. Phật dạy rằng chúng ta nên sử dụng lời nói với lòng tử tế và nhân từ. Hãy thể hiện sự lắng nghe, thông cảm và lời khuyên đúng đắn trong lời nói của mình. Lời nói tử tế có thể làm dịu đi những khó khăn và xoa dịu những đau khổ trong lòng người khác. Lời nói không gây hại. Phật dạy rằng chúng ta nên tránh nói những lời gây tổn thương và đau đớn cho người khác. Lời nói có thể là một loại vũ khí sắc bén gây tổn thương không chỉ đến người khác mà còn đến chính chúng ta. Hãy lựa chọn lời nói thông qua sàng lọc và suy nghĩ cẩn thận để tránh gieo rắc sự hận thù và gây ra những hậu quả không mong muốn. Lời nói đúng lúc và đúng đắn. Phật dạy rằng chúng ta nên biết lựa chọn thời điểm và từ ngữ phù hợp khi nói chuyện. Hãy chú ý đến tình huống và ngữ cảnh để lựa chọn những lời nói phù hợp và mang lại hiệu quả tích cực. Lời nói đúng lúc và đúng đắn có thể góp phần giải quyết xung đột, tạo nên sự hiểu biết và hòa thuận. 25 lời Phật dạy về việc ăn nói nên biết để tự răn dạy lấy mình và tránh khẩu nghiệp. Thứ nhất, nói năng đừng có tánh châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán của mình, đừng phô điều xấu của người, tự nhiên sẽ quá địch thành bạn. Thứ hai, việc chưa xảy ra không nên nói linh tinh. Thứ ba, nếu ta không thích người khác nói lời thô ác với mình thì người khác cũng như thế, vậy tại sao ta lại nhục mạ họ? Thứ tư, một người không thể gọi là khôn ngoan vì anh ta biết nói hay. Nhưng nếu anh ta có bình an, tình yêu thương và sự dũng cảm thì anh ta mới thực sự được gọi là khôn ngoan. Thứ năm, lời nói có sức mạnh vừa phá quỷ vừa hàn gắn. Khi lời nói vừa chân thành vừa hòa ái, chúng có thể thay đổi cả thế giới. Thứ sáu, làm việc gì cũng cần phải để cho mình một đường lui. Người độ lượng rộng rãi có thể bao dung người khác, không nên làm gì, nói gì cũng làm đến tận tuyệt cùng cực. Thứ bảy, ác khẩu mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng của chúng ta. Cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu, bạn càng quyền rủa họ, tâm của bạn càng bị nhiễm ô. Bạn hay nghĩ họ chính là thiện tri thức của bạn. Thứ tám, người khôn ngoan có tính kỷ luật về thân khẩu ý, họ thực sự kiểm soát rất tốt những điều đó.
Thứ 9, hứa hẹn là một loại chấp niệm. Cả đời đa tình là phúc hay quả đều khiến đôi bên đau khổ. Thứ 10, đừng khẳng định về cách suy nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn. 11, nói một lời dối gian thì phải bịa thêm 10 câu không thật nữa để đắp vào, cần gì phải khổ như vậy. 12, im lặng là một câu trả lời hay nhất cho sự phỉ báng. 13, nói chuyện phô trương, cái bản thân có người khác không hưởng nhờ, cái bản thân có không biết chừng người khác còn có cái tốt hơn. 14, nói chuyện nặng nề, nhân sinh nhiều muộn phiền, ai cũng muốn nhẹ nhõm, đừng khiến ai cảm thấy gánh nặng vì lời nói của mình. Không nói được lời hay, hãy lấy im lặng là vàng. 15, đánh giá học vấn, kiến thức mênh mông như biển mà hiểu biết của con người chỉ là một giọt nước, sao tự nhận mình là biết hết mà đánh giá người khác. 16, đánh giá gia đình, gia đình với ai cũng thiêng liêng như nhau, tôn trọng gia đình người khác cũng như tôn trọng gia đình mình. 17, đánh giá đức hạnh, mỗi người có những phẩm chất riêng, là tốt hay xấu, cao quý hay thấp hèn, hay để tự mỗi người cảm nhận. 18, đúng lý cũng không cần đoạn tận, hãy lưu lại cho người 3 phần khoảng trống, đây cũng là lưu được chút khoan dung cho mình. 19, tài năng đừng quá ngạo mạn, hãy lưu lại cho người 3 phần khoảng trống, đây cũng là lưu chút đức khiêm hư cho mình. 20, biết rõ về một người không cần thiết phải tận nói, hãy lưu lại cho người ta 3 phần khoảng trống, đây cũng là lưu lại chút khẩu đức cho mình. 21, đừng bao giờ xét về gia cảnh của ai đó, vì sự giàu nghèo của họ không liên quan gì đến bạn. 22, đừng tùy tiện nổi giận với người khác, không phải họ đang nợ bạn, mà có lẽ chính là bạn đang nợ họ, và giờ đến lúc bạn phải trả cái nợ đó. 23, đừng bàn luận nhiều về cách hành xử của người khác, vì có thể họ chính là chiếc gương của bạn, nhờ tấm gương đó mà bạn nhận ra những thiếu sót của bản thân. 24, việc của người khác nên cẩn thận khi nói. 25, có công không cần đòi hỏi tận cùng, hãy lưu lại cho người 3 phần khoảng trống, đây cũng là lưu được chút khiêm nhường cho mình. Cuộc sống sẽ vui vẻ ý nghĩa hơn nếu như bạn biết bao dung, biết kiềm chế những cảm xúc lời nói tiêu cực của bản thân. Mỗi sớm mai thức dậy, lòng thư thái, mỉm cười và trao những yêu thương chân thành đến với mọi người, những điều tốt đẹp ở phía trước vẫn luôn chờ đón bạn. 10 điều đại gia hay kẻ bần cùng cũng phải chấp nhận. Thứ nhất, đó là thất bại. Chấp nhận một sự thật rằng thất bại không loại trừ một ai, và những người thành công là những người thất bại nhiều nhất. Chỉ khi bạn dám thất bại mới thoát khỏi những nỗi sợ hãi đang dây quanh mình, mới mong rằng có được cuộc sống an nhiên. Nếu bạn không thực sự khởi động và nỗ lực trên đường đi, thì cũng không có điều gì bất ngờ gõ cửa nhà bạn được cả. Bạn thử nghĩ xem, người thành công và thất bại có khác gì nhau? Thực tế là không khác nhau nhiều như bạn nghĩ. Kết thúc một cuộc đua giành được giải nhất, sau khi đón nhận niềm vui, bạn vẫn phải tiếp tục nỗ lực tập luyện. Còn nếu thất bại ở cuộc đua, thì sau khi đối mặt với nỗi buồn, bạn vẫn phải tập luyện tiếp thôi. Vậy thì hãy bỏ qua mọi rào cản để tiếp tục hành động đầy nhiệt huyết, bất chấp thất bại hay là thành công.
Thứ hai là không thể lựa chọn xuất thân. Không ai có thể tự chọn nơi mình sinh ra. Có người sinh ra đã có cuộc sống nhung lụa, có người lại nghèo hèn, không chốn nương thân. Có trách cứ số phận cũng không được gì, thì tại sao không học cách chấp nhận? Nếu không thay đổi được hướng gió thì hãy điều khiển cánh buồm. Thứ duy nhất chúng ta có thể làm lúc này đó là thay đổi chính bản thân mình. Trong cuộc sống, không ai có thể tự lựa chọn xuất thân của mình. Chúng ta không thể chọn được nơi mình sinh ra. Mỗi người mang trong mình một câu chuyện riêng, một bước đường khác nhau và một tầm nhìn riêng về cuộc sống. Xuất thân có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xác định cơ hội và điều kiện khởi đầu. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta không nên bị giới hạn bởi xuất thân của mình. Đó chỉ là một phần trong cuộc sống, và những quyết định và nỗ lực của chúng ta mới là yếu tố quyết định sự thành công. Ngay cả khi chúng ta không có quyền lựa chọn xuất thân, chúng ta hoàn toàn có thể tự quyết định đường đi của mình. Chúng ta có thể đặt mục tiêu, học hỏi và phát triển bản thân để vươn lên và đạt được thành công. Cái quan trọng là chúng ta không nên trách móc hay đổ lỗi cho xuất thân, mà hãy sử dụng nó làm động lực để vươn lên và chứng minh giá trị của bản thân. Cuộc sống không công bằng và không đồng nhất, nhưng đó cũng là điều làm cho nó thú vị và đáng giá. Bằng việc chấp nhận và khám phá những điểm mạnh trong bản thân, chúng ta có thể vượt qua bất kỳ rào cản nào và tạo ra những kết quả tốt đẹp. Không thể lựa chọn xuất thân, nhưng chúng ta luôn có quyền tự quyết định con đường mà chúng ta muốn đi và tạo nên tương lai của chính mình. Thứ ba là sự cô đơn không ai hiểu thấu. Dù bạn nghèo khó hay là giàu sang, đang tràn ngập niềm vui hay là chìm trong nỗi buồn, thì cứ là con người thì ai cũng từng trải qua cảm giác cô đơn không ai thấu hiểu. Từ thẳm sâu trong tâm hồn, cảm giác cô đơn này luôn ngự trị trong mỗi chúng ta. Đó là cảm xúc tất yếu để thôi thúc chính mình đi tìm bản ngã, ý nghĩa chân thực của đời người. Sự cô đơn là một trạng thái tâm lý đau đớn khi chúng ta cảm thấy không có ai hiểu thấu. Dù có sống trong đám đông đông đúc, nhưng lòng cảm thấy trống rỗng và cô đơn không thể tan đi. Có những suy nghĩ, cảm xúc và trăn trở mà không thể chia sẻ hoàn toàn với ai khác. Cô đơn không chỉ là sự thiếu vắng sự hiện diện của người khác, mà còn là sự thiếu đi sự kết nối tình cảm và sự thấu hiểu sâu sắc. Chúng ta có thể đứng giữa đám đông, nhưng vẫn cảm thấy cô đơn vì không ai thực sự hiểu được những khó khăn, sự đau đớn và ước mơ của chúng ta. Tuy nhiên, quan trọng nhất là không gục ngã trước sự cô đơn. Chúng ta có thể tìm sự đồng viên và cảm thông trong những nguồn năng lượng tích cực khác như nghệ thuật, âm nhạc, viết lách hay thậm chí là trong sự trầm lặng của chính bản thân mình. Cô đơn cũng có thể là một cơ hội để tự tìm hiểu, khám phá bản thân và nuôi dưỡng trái tim của chúng ta. Hãy nhớ rằng, không ai có thể hiểu hoàn toàn con người ta. Nhưng đó không có nghĩa là chúng ta không thể tìm được sự kết nối thực sự và tìm thấy người hiểu chúng ta. Chúng ta có thể xây dựng mạng lưới hỗ trợ, tìm kiếm những người đồng cảm và chia sẻ cảm xúc của mình. Bằng cách làm điều đó, chúng ta có thể đánh bại sự cô đơn và tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống. Thứ tư là người rời xa bạn. Khi người ta đã muốn bỏ bạn mà đi, tức là cánh cửa vừa được khép lại, cũng là lúc cánh cửa mới mở ra. Đây thực sự là cơ hội để cho cả hai được gặp những con người mới. Gặp nhau vì cái duyên, và họ rời xa bạn cũng vì cái duyên, thì
có níu kéo cũng không được gì. Buông tay họ ra, để cả hai cùng có con đường tốt hơn để đi. Người buồn ở đây không phải là bạn, mà chính là họ. Vì đã không may mắn có được bạn, vì thế cần gì chúng ta phải cố gắng thay đổi sự thật này, mà hãy cứ chấp nhận và bước tiếp. Thứ năm là thời gian sẽ trôi qua. Theo dòng chảy của cuộc sống, dù niềm vui hay nỗi buồn rồi cũng sẽ dần trôi đi. Vì thế, hãy chấp nhận sự đổi thay như là điều tất yếu. Nhiều người cố gắng níu kéo tuổi xuân và làm mọi cách để trông mình trẻ hơn. Tuy nhiên, họ nên chấp nhận thực tế rằng ở mỗi lứa tuổi của chúng ta đều có một nét đẹp riêng. Dù bạn giàu hay nghèo khó, thời gian đều công bằng với mọi người. Quan trọng là bạn dùng từng phút từng giờ của bạn để làm gì mà thôi. Hãy thôi tìm cách níu giữ thời gian, mà thay vào đó, hãy làm cho từng giây từng phút của bạn sống phải thực sự có ý nghĩa. Thứ sáu là cuộc sống không công bằng. Cuộc sống này vốn dĩ không có gì là công bằng. Vì như thế, nó mới là mục tiêu mà chúng ta mong muốn tìm đến. Hãy thử nhìn lại cơ thể bạn xem, có gì là hoàn toàn cân đối không? Hay là tay này nọ hơn tay kia, hai chân cũng không đều nhau, và một mắt to, một mắt nhỏ? Vậy nên, hãy chấp nhận sự không hoàn hảo trong thế giới này, để chúng ta tập trung vào việc tùy cơ mà ứng biến. Cuộc sống không công bằng, đó là một sự thật không thể phủ nhận rằng mọi người sinh ra với điều kiện khác nhau, cơ hội khác nhau và khả năng cũng khác nhau. Một số người được sinh ra trong gia đình giàu có và được hưởng mọi tiện nghi, trong khi người khác thì phải đối mặt với khó khăn và nghịch cảnh. Sự không công bằng cũng tồn tại trong việc phân phối tài nguyên xã hội. Một số người có được giáo dục tốt, công việc tốt và cơ hội phát triển, trong khi người khác lại phải đấu tranh với nghèo đói, thiếu hụt và cảm giác bị đánh đồng. Các yếu tố xã hội như tôn giáo, tộc người và giới tính cũng có thể tạo ra sự không công bằng và định kiến. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta không nên gục ngã trước sự không công bằng. Thay vì cảm thấy bất lực và oán trách, chúng ta có thể tập trung vào những điều chúng ta có thể làm để thay đổi tình hình. Chúng ta có thể nỗ lực học hỏi, phát triển kỹ năng và tạo ra cơ hội cho bản thân mình. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể đóng góp vào xã hội để làm cho cuộc sống công bằng hơn, bằng cách tham gia vào các hoạt động xã hội, đấu tranh cho những quyền lợi và cơ hội công bằng cho tất cả mọi người. Chúng ta có thể tạo ra sự thay đổi và tiến bộ. Dù cuộc sống không công bằng, nhưng điều quan trọng là chúng ta không bị đánh bại bởi nó. Chúng ta có thể tự quyết định cách chúng ta đối mặt với thách thức và tạo ra sự khác biệt. Cuộc sống có thể không công bằng, nhưng chúng ta vẫn có thể tìm thấy ý nghĩa và niềm vui trong việc đấu tranh và xây dựng cuộc sống của chính mình. Thứ bảy đó là lãng quên. Ngay cả những việc tưởng như không thể quên, cuối cùng rồi cũng phải lùi vào dĩ vãng. Vết bụi thời gian sẽ dần làm mờ đi tất cả. Cuộc sống gì có kỷ niệm nên mới có những phút giây hoài niệm. Hãy cứ sống an nhiên, để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Vui với hiện tại là điều nên làm nhất. Lãng quên là một khía cạnh đáng buồn trong cuộc sống. Chúng ta có thể lãng quên những kỷ niệm, những người thân yêu, những điều quan trọng trong quá trình đi qua cuộc sống. Thỉnh thoảng, chúng ta cảm thấy mất mát và cô đơn vì không thể nhớ lại những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, lãng quên cũng có thể là một phần tự nhiên của sự tiến xa. Đôi khi, chúng ta phải để những ký ức cũ trôi đi để tạo không gian
cho những trải nghiệm mới. Lãng quên cũng là một cách để chúng ta giải phóng bản thân khỏi những gánh nặng quá khứ và tập trung vào hiện tại và tương lai. Dù cho lãng quên có thể là đau đớn, chúng ta có thể học cách chấp nhận và tiếp tục đi tiếp. Chúng ta có thể tìm cách tạo ra những kỷ niệm mới, xây dựng lại mối quan hệ và tận hưởng những thứ đang xảy ra chung quanh mình. Đôi khi việc lãng quên là một cơ hội để bắt đầu lại và định hình lại cuộc sống của chúng ta. Dù chúng ta có lãng quên một phần nào đó, điều quan trọng là giữ vững giá trị và nguyên tắc của bản thân. Lãng quên không định hình toàn bộ cuộc sống của chúng ta, mà chỉ là một phần trong hành trình của chúng ta mà thôi. Quan trọng hơn cả là chúng ta không nên lãng quên bản thân và những giá trị đích thực mà chúng ta đang mang trong lòng. Hãy nhớ rằng cuộc sống là một hành trình dài và lãng quên chỉ là một phần của nó thôi. Hãy trân trọng những gì đang diễn ra và tìm cách tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc sống hàng ngày. Thứ tám là mọi điều không diễn ra theo kế hoạch. Bạn đã bao nhiêu lần lập kế hoạch nhưng nhận thấy chúng đều không thể diễn ra 100% như bạn đã dự đoán. Cuộc sống này biến đổi khôn lường. Vì thế, cho dù bạn đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ, nhưng nó vẫn tuân theo quy luật không hoàn hảo của vũ trụ này, nên sai sót vẫn có thể xảy ra. Hãy chấp nhận thực tế này, và chúng ta liên tục phải sửa đổi, cải tiến cho mọi thứ tốt lên. Nhưng bên cạnh đó, phải hiểu ra rằng luôn có những giải pháp tốt hơn cách bạn đang làm. Thứ chín là người khác cười nhạo. Chúng ta sinh ra trong những hoàn cảnh khác nhau, có trải nghiệm hoàn toàn khác nhau, nên cách tư duy của họ làm sao mà giống mình được. Họ cười nhạo vì chúng ta khác họ là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nói là việc của họ, còn nghe hay không phụ thuộc vào lựa chọn của chính chúng ta. Vì thế, cứ mỉm cười khi đối mặt với tất cả điều này. Khi bị người khác cười nhạo, cảm giác tổn thương và bất lực thường xuyên tràn đến trong tâm hồn. Những lời chế giễu và sự coi thường từ người khác có thể làm giảm tự tin và gây đau đớn cho con tim. Những tiếng cười truyền qua không gian như mũi tên đâm thẳng vào lòng làm cho chúng ta cảm thấy bất an và tự hỏi về giá trị của bản thân. Tuy nhiên, quan trọng nhất là chúng ta không nên để cho những lời chê bai và sự cười nhạo của người khác xác định giá trị của mình. Chúng ta đáng được tôn trọng và coi trọng vì những đặc điểm và phẩm chất riêng mà chúng ta đang mang trong mình. Đừng để người khác làm mất đi niềm tin vào bản thân. Thay vì đáp trả bằng cách trả đũa hay cay độc, hãy chọn đối mặt với sự cười nhạo bằng sự tự tin và khẳng định bản thân. Chúng ta có thể đánh lừa sự cười nhạo bằng cách chứng minh rằng chúng ta không bị ảnh hưởng bởi nó. Hãy tập trung vào những mục tiêu của bản thân, phát triển kỹ năng và đạt được những thành công mà chúng ta muốn. Hơn nữa, hãy tìm sự hỗ trợ và gắn kết với những người có cùng tư duy và giá trị. Họ sẽ là người đồng hành, người ủng hộ và khuyến khích chúng ta khi chúng ta cảm thấy yếu đuối. Hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân và biết rằng chúng ta không đơn độc trong cuộc sống này. Cuối cùng, hãy nhớ rằng người khác chỉ có quyền đem lời chế giễu và cười nhạo khi chúng ta cho phép. Đừng để sự cười nhạo của người khác chi phối cuộc sống của bạn. Hãy tỏa sáng và khẳng định giá trị của mình, vì chúng ta xứng đáng được yêu thương và tôn trọng. Thứ 10 là không tránh khỏi cái chết. Một trong những nỗi sợ lớn nhất của chúng ta là cái chết. Cuộc sống vẫn luôn vận hành không ngừng. Vì thế,
nay sống mai thác cũng là điều không thể tránh khỏi theo quy luật của tự nhiên. Thay vì ngồi nghĩ về kết quả tồi tệ, thì chúng ta có thể chọn thái độ khác bằng cách loại bỏ nó ra khỏi đầu để có cuộc sống an nhiên, thanh thản. Nếu còn tồn tại trên đời này, thì hãy để những giây phút được sống thực sự có ý nghĩa bạn nhé. Chúng ta không thể tránh khỏi cái chết, một sự thật tàn nhẫn và không thể tránh được trong cuộc sống này. Dù ta có cố gắng hết sức để bảo vệ sức khỏe và đối mặt với những nguy hiểm, cuối cùng chúng ta đều phải đối diện với sự chấm dứt của cuộc sống. Cái chết không chỉ là một sự kết thúc, mà còn là một phần của trò chơi tự nhiên. Nó là một dòng xoáy của sự sống và sự tàn phá mang theo sự khắc nghiệt và không thương tiếc. Dù chúng ta có sợ hãi hay không, chúng ta cũng không thể tránh khỏi cái chết. Nhưng trong sự tàn bạo đó, có một sự đẹp và quý giá. Cái chết là một lời nhắc nhở về tính ngắn ngủi của cuộc sống, khuyến khích chúng ta sống đúng mục đích và trân trọng những khoảnh khắc hiện tại. Đó là một lời nhắc nhở rằng cuộc sống là quà tặng và chúng ta cần sống một cách đầy đủ và có ý nghĩa. Cái chết cũng đưa ra câu hỏi về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc sống. Chúng ta không thể tránh được sự chấm dứt, nhưng chúng ta có thể xác định được những giá trị và mục tiêu của chúng ta trong suốt thời gian chúng ta có trên trái đất này. Chúng ta có thể xây dựng những đóng góp ý nghĩa để lại di sản và ảnh hưởng tích cực cho thế hệ sau. Với sự chấp nhận về cái chết, chúng ta có thể sống một cuộc sống ý thức và tỉnh thức hơn. Chúng ta có thể trân trọng mọi phút giây, yêu thương và trải nghiệm trong cuộc sống. Chúng ta có thể đối mặt với sự chấm dứt với lòng bình tĩnh và sẵn lòng tiếp nhận sự khác biệt. Hãy sống mỗi ngày của cuộc đời mình một cách đầy đủ và không hối tiếc, biết rằng cái chết là một phần của hành trình này. Công đức trì giới. Xưa ở nước Xá Vệ có một huyện mà nhân dân đều quy y Tam Bảo, phụng trì năm giới và thực hành 10 thiện nghiệp của Phật dạy. Khắp huyện không bao giờ sát sinh, người uống rượu, nấu rượu cũng không có. Trong huyện có một người con nhà dòng dõi, sắp đi buôn tha phương. Trước khi đi, cha mẹ dặn cặn kẽ rằng: con nên cố gắng siêng năng, giữ gìn năm giới cấm, thực hành 10 điều thiện và cẩn thận chớ uống rượu mà phạm đến trọng giới của Phật. Người con vui vẻ ra đi. Khi qua tới xứ khác, vừa gặp người bạn đồng học, cùng nhau chuyện trò tâm đắc vui vẻ. Bạn mời về nhà, đem rượu bồ đào ra đãi. Người ấy tự cười nói rằng: nước tôi toàn giữ năm giới cấm của Phật, không một ai dám uống rượu, vì nếu uống rượu thì đời sau phải ngu si đần độn, không thấy được Phật. Giả lại khi ra đi, cha mẹ tôi khuyên không nên uống rượu. Bây giờ tôi phạm giới cấm, thời trái mệnh lệnh của cha mẹ, tội ấy chẳng gì lớn bằng. Chúng ta là bạn tâm giao lâu ngày, được gặp nhau không gì mừng rỡ hơn nữa. Nhưng bạn chớ làm tôi phạm giới cấm của Phật và trái lời dạy của song thân tôi. Người bạn tiếp lời: chúng ta là bạn đồng học một thầy, coi như anh em ruột, cha mẹ tôi cũng như cha mẹ anh. Với cha mẹ, chúng ta có bổn phận kính thờ, không được trái mệnh. Nếu ở bên nhà anh thì phải tuân theo ý muốn của cha mẹ anh. Nhưng nay anh ở nhà tôi, anh nên tùy thuận theo ý của cha mẹ tôi mới phải. Trước sự khẩn khoản của bạn, anh phải uống rượu. Uống xong anh ta say luôn trong 3 ngày không biết gì. Khi tỉnh anh ta ăn năn lo sợ vô cùng. Công việc xong, người ấy trở về nhà trình lỗi của mình cho cha mẹ rõ. Cha mẹ tức giận mắng rằng: người trái lời ta, phạm cấm giới thật là loạn pháp, không phải đứa con Thảo. Tự làm gương trước cho mọi người trong xứ,
cha mẹ bèn thâu hết đồ đạc của đứa con, rồi đuổi ra khỏi nhà. Người con bị đuổi bèn đi qua nước khác, xin ở đậu trong một nhà. Chủ nhà ấy là người thờ phụng quỷ thần. Thứ quỷ thần rất khôn ngoan, hay hiện ra thân người, ăn uống, nói chuyện. Chủ nhà ấy hết lòng tin tưởng nó. Vì phải thờ phụng lâu năm mệt nhọc, của tiền hết sạch, trong nhà người đau chết xảy ra luôn, quỷ thần không cứu gì cả. Quỷ thần hiểu ý chủ nhà, liền bảo với nhau: nhà này của tiền hết sạch cũng chính vì ta. Đã lâu ta chưa làm được gì lợi ích cho chủ, nên chủ chán nản là phải lắm. Bây giờ chúng ta phải kiếm đồ trân bảo đem về biếu chủ để chủ vui lòng. Nói rồi, cùng nhau đi lấy trộm vàng bạc trong kho nhà vua của nước khác, đem về giấu ở sau giường, rồi bảo chủ nhà rằng: ngươi có công nhọc, nay ta muốn ban phước cho ngươi được giàu có. Sau giường nhà ngươi có một tráp vàng bạc, ta cho ngươi đó. Chủ nhà ra giường tìm cái tráp vàng, sung sướng. Sáng sớm, hết tiệc thân long trọng, mời thần tạ ân. Thần vừa đến cửa, thấy trong nhà có bóng người ở nước Táp vậy, liền tránh không đi vào. Chủ nhà chạy theo phố mời trở lại. Thần trả lời: trong nhà ngươi có vị tôn khách, ta đâu dám vào. Nói xong tỏ vẻ sợ hãi rồi bỏ chạy. Chủ nhà nghĩ trong nhà chỉ có một mình người khách này thôi, liền kính cẩn đến thưa rằng: xin mời ngài đến dự tiệc với chúng tôi cho vui. Ăn uống xong, chủ nhà hỏi vị tôn khách rằng: ngài có công đức gì mà vị thần của tôi thờ phụng sợ hãi ngài mà phải tránh đi? Vị tôn khách trả lời: tôi chỉ có công đức thọ trì năm giới và 10 điều thiện của Đức Phật. Tôi vì phạm một giới uống rượu, bị cha mẹ đuổi qua trọ tại đây, nhưng còn giữ được 4 giới nên thiên thần ủng hộ. Còn thần của ngươi thờ phụng là thứ tà thần ác quỷ làm sao sánh kịp. Chủ nhà thưa rằng: tôi thờ các vị thần đã lâu, không có ích lợi gì nên tôi chán quá, mong ngài quan hỷ dạy cho. Nói rồi bèn theo vị tôn khách thọ trì tam quy ngũ giới và pháp thập thiện. Thọ xong một lòng tinh tấn siêng năng phụng trì không hề quỷ phạm. Một hôm hỏi vị tôn khách rằng: Đức Phật hiện nay ở đâu? Có thể đến yết kiến ngài được không? Tôn khách trả lời: Đức Phật hiện nay ở nước Tá Vệ trong vườn ông Cấp Cô Độc, qua đó sẽ yết kiến được ngài. Nghe vậy, người chủ nhà rất sung sướng, quyết qua Tá Vệ để yết kiến Phật. Giữa đường trời tối, ghé lại xin trọ nhà một thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ ấy chính là vợ của một con quỷ ăn thịt người. Thiếu nữ liền can rằng: ông chớ ở lại đây, nên đi gấp tốt hơn. Người ấy hỏi: có gì nguy hiểm chăng? Thiếu nữ tỏ ý không bằng lòng nói rằng: tôi đã nói với ông như vậy, ông còn hỏi làm gì nữa? Ông kia tự nghĩ: người ở nước Tá Vệ chỉ giữ 4 giới của Phật còn khiến cho quỷ thần sợ hãi thay, huống chi ta thọ trì chắc chắn pháp tam quy ngũ giới và thập thiện của Đức Phật. Nghĩ vậy nhất định ở lại không chịu đi, đem mấy con quỷ ăn thịt người về nhà. Ấy có cách quay thần và công đức trì giới nên phải lẩn quẩn ngoài hè, rồi đi trọ một đêm nơi nhà hàng xóm cách ta tới 40 dặm. Sớm mai người ấy lên đường để qua Tá Vệ, ra khỏi cửa ngõ thấy thầy chết trương máu đầy đường do quỷ ăn thịt người đã ăn xả. Cảnh tượng ấy khiến người kia quá sợ hãi và hối hận rằng: nước ta sẵn đủ áo mặc, cơm ăn, nhà ở, không thiếu món chi, ở trong nhà chẳng sướng hơn sao? Ta tưởng đến được yết kiến Phật và coi sự kỳ diệu của ngài, ngờ đâu lại gặp hai cốt trùng rợn như vậy. Nghĩ xong, chàng sinh ác ý, trở về khuyên người thiếu nữ kia theo mình trở về nước, cùng nhau chung sống 100 năm. Khi về ngay nhà thiếu nữ xin ở lại, thiếu nữ hỏi: sao ông phải trở lui vậy? Người kia đáp: hành kế không thành
nên tôi phải trở lui. Mong thiếu nữ cho tôi ở tạm một đêm. Thiếu nữ nói, ông ở lại đây, chắc phải chết vì chồng tôi. Chồng tôi là quỷ ăn thịt người và sắp về đến. Ông nên đi gấp tốt hơn. Nghĩa không tin, năn nỉ xin ở lại cho được. Và trước sắc đẹp của thiếu nữ, người ấy khởi nhiều ý niệm không tốt đẹp, không còn tin pháp tam quy ngũ giới và thập thiện của Phật. Vị thiên thần hộ giới liền bỏ đi không ủng hộ Nghĩa nữa. Quỷ ăn thịt người được dịp thuận tiện trở về. Thiếu phụ sợ chồng ăn thịt người kia tội nghiệp nên đem lòng thương hại, giấu người kia trong một cái lu. Quỷ bắt hơi người, bảo vợ, mình có kiếm được thịt người phải không? Bây giờ ta thèm ăn lắm. Vợ trả lời, tôi không đi đâu cả, làm gì có thịt, sao hôm qua không thấy anh về? Con quỷ nói, hôm qua trong nhà có vị tôn khách nên ta phải đi tránh. Người ở trong lu nghe vậy càng thêm sợ hãi, đến nỗi không nhớ gì đến pháp tam quy ngũ giới của mình thọ. Người vợ hỏi tiếp, vì lẽ gì anh không kiếm được thịt? Quỷ trả lời, vì trong nhà có vị đệ tử của Phật ở lại, nên thiên thần đuổi ta đi xa ngoài 40 dặm, phải ngủ trống giữa trời một đêm rất sợ hãi. Đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn, cho nên không kiếm được thịt. Người vợ nghe vậy rất mừng thầm, mới hỏi chồng làm thế nào được nghe và phụng trì giới cấm của Phật. Quỷ trả lời, bây giờ ta đói lắm, lấy thịt cho ta ăn đã, không nên hỏi việc ấy vội. Giới là pháp vô thượng chân chính của Đức Như Lai, ta đâu dám nói đến. Người vợ cố năn nỉ, anh hãy vì tôi nói đi, tôi sẽ lấy thịt cho anh ăn. Giống quỷ tham ăn đã sẵn, thèm ăn lắm. Lại thêm vợ cố hỏi, buộc phải nói tam quy ngũ giới cho vợ nghe. Pháp tam quy là 1. Quy y Phật, 2. Quy y Pháp, 3. Quy y Tăng. Ngũ giới là 1. Không sát sinh, 2. Không trộm cắp, 3. Không tà dâm, 4. Không nói dối, 5. Không uống rượu. Khi quỷ vừa nói giới đầu, người vợ nghe liền định tâm lãnh thọ, lần lượt nói hết 5 giới. Thì vợ quỷ rất sung sướng, nhất tâm chấp trì và miệng đọc tụng không nghỉ. Người giấu ở trong lu nghe lại được pháp tam quy ngũ giới, rất lấy làm hổ thẹn và vui mừng, tự tâm lãnh thọ trở lại. Thiên Đế Thích biết hai người này đã phát tâm quy y Phật, thọ trì 5 giới, bèn lựa 50 vị thiên thần đến ủng hộ hai người ấy. Quỷ ăn thịt người sợ hãi phải trốn đi nơi khác. Đến sáng, vợ quỷ hỏi người giấu ở trong lu, những chuyện vừa qua ông có sợ không? Người kia trả lời, sợ lắm, nhưng được may mắn là nhờ ân giả mà tôi ngày nay được hiểu biết oai thần và công đức giới pháp của Phật. Vợ quỷ hỏi tiếp, hôm qua ông trở lui làm gì vậy? Vì tôi thấy hài cốt đầy đường nên quá sợ hãi phải trở lui. Vợ quỷ mới nói rằng, hài cốt đó chính tôi bỏ đấy. Tôi đây vốn con nhà lương thiện, không may bị quỷ bắt về làm vợ, tôi buồn khổ vô cùng, nhưng chẳng biết tỏ cùng ai. Nhờ ân nhân giả tôi được thọ 5 giới cấm của Phật và được xa lánh con quỷ ác độc này, thật là hạnh phúc cho tôi. Bây giờ nhân giả còn đi đâu nữa? Tôi cần qua nước Xá Vệ để yết kiến Phật. Thiếu nữ nghe lấy rất làm sung sướng, khen rằng, hay lắm thay, tôi sẽ về nhà đem cha mẹ tôi theo nhân giả đi yết kiến Phật. Nói xong cùng nhau lên đường. Đi được nửa đường thì gặp một đoàn 498 người ở bên nước Xá Vệ đi về. Người kia và thiếu nữ mới hỏi, các hiền giả đi đâu đông thế? Chúng tôi đi yết kiến Phật về đây. Chúng tôi sắp qua nước Xá Vệ, chúng tôi nhờ thọ trì tam quy ngũ giới và 10 điều thiện của Phật nên mới thoát khỏi nạn quỷ ăn thịt. Nay chúng tôi muốn qua yết kiến Phật để tạ ơn và nghe thuyết pháp. Các hiền giả được thấy Phật rồi còn đi đâu làm gì nữa? Phật thuyết pháp suốt ngày,
nhưng chúng tôi ngu độn chưa hiểu được rõ. Nay trở về nước được gặp hai hiền giả và được nghe hai hiền giả cho biết công đức của người trì giới, nên bây giờ chúng tôi mới hiểu rõ công đức giới pháp của Phật. Chúng tôi xin theo hai hiền giả trở lui một lần nữa để yết kiến Phật. Phật ở xa trông thấy đoàn người kéo đến, liền mỉm cười chói tỏa hào quang năm sắc. Tôn giả A Nan liền bước ra quỳ xuống đất, trong tâm nghĩ ngợi: chắc Phật sắp dạy điều gì đây? Phật bảo A Nan: người có hiểu không? Người có thấy 498 người khi nãy trở về đây không? A Nan thưa: bạch Đức Thế Tôn, con có thấy. Đức Phật thuật lại tất cả việc xảy ra và bảo: 498 người đó ngày nay đã gặp được Thầy và đã được thấy Phật, rồi đây họ sẽ đắc đạo không lâu. Cả 500 người đến trước Phật đảnh lễ một cách rất thành kính và nhất tâm thính pháp. Mọi người đều được tâm ý thông suốt thành các bậc sa môn và chứng được đạo quả A-la-hán. Phật dạy A-nan và chúng hội rằng: các ngươi nên biết người phạm giới kia với thiếu nữ, vợ con quỷ ăn thịt người là anh em trong nhiều đời vậy. Hai người này đời trước chính là thầy của 498 người kia đó, chứ không phải ai xa lạ. Người đời phát tâm tu hành cầu đạo, thọ trì giới pháp, cần gặp được thầy hiền bạn tốt, sự tu hành mới mong kết quả. Phật dạy đến đây, các vị tỳ kheo, 500 người ấy và tất cả chúng hội đều sung sướng vui mừng đảnh lễ Phật và nguyện nhất tâm giữ gìn tịnh giới.